Rồi đi quay mấy cá coi lớn luôn cả nhà ơi. Mốt mua một ít về cá coi nuôi luôn. Đây cá coi mập mập hôm nay nó lặn hết cả nhà ơi. Ồ, quá trời đã luôn, còn nào này quá bự rồi. Ủa mấy cá coi này con này tới cả ký hết phải không? Trời ơi, mua 1 ký là có 1 con một à? 800 gram hả? Im quá, mấy con điều hồng nó im quá mà nó bự quá à. Ồ, mấy cá hường ngoài mương quá nhiều rồi. Làm thêm vài ký cá chép đi, nó lội đẹp lắm luôn. Mương bé quá hả? À vậy hả? Cái chèo này nhỏ nhỏ im quá. Nó cây không. Thì đỏ đó. Phải có cái hồng đúng không? Ừ, là cái tiêu hồng nhưng mà ý nó là cái đó gì? Tiêu hồng đúng không? Tiêu hồng. Đó. Chơi chung luôn hả? Hai thứ là chơi chung luôn. Cái gòn bắt nhiều anh. Lấy 1 ký cái gòn. Lấy 1 ký cá lóc. Ôi, quá bự rồi, quá bự, quá đã luôn. Nào này mập cú đã quá. Này, ủa có con cá he nữa nè. Ồ quá ngon luôn, có cá he nữa ngon quá. Nhiều thả lớn lên nhiều lắm á. Đầy mương hết luôn á. Cái mẫu 70.000 này nó khoảng 60 con, cái mẫu 90.000 này nó khoảng 150 con, 220. Còn không? Thì dĩ nhiên rồi, đang nghiên cứu nè, được quốc à. Một ký được tận nhiêu con ta? Mấy con, 20 con không? Một ký có mười mấy con hả? 20 con. 20. Ủa, quá tính hàng con cũng nhiều tiền quá ta. Này đồ hiệu mày ha. Ồ, mắc tiền mà. Ủa, quá đẹp quá luôn. Đã như trời. Con này nuôi chơi ngắm chứ nuôi ăn thịt rồi mơ cắm à. Rồi khiển cho đẹp thôi. Quá đẹp cả nhà ơi. Cái này là cá coi á. Cũng cá chè cũng bự quá ta. Rồi mấy anh em kéo cá cả nhà ơi. Ồ, cái mương cũng cạn quá ta, cái mương sâu quá rồi sao kéo ta. Cái rô con dẹo là nó rô ở đâu? Cái rô con dẹo. Cá mè, cá hường dễ kéo. Đó, kéo cá các bạn ơi, mấy anh em đang kéo cá, dọn cái mương luôn.